À, bên bánh bía mời ơi. Mậu anh khoảng cũng mới rửa nè, giờ mình để bánh lên đi. Xé gì? Xé là xé một cái hả? Cái cây mai của cô gọi quá trời. Cái nào? Đây đây đây. À trời ơi. Trời, bông rất là to nghe. Bông to mà đẹp nữa. Cô Huệ là cây mai mini nhưng mà khá là dễ thương luôn. À, hai. Bỏ đi lấy cái chai nước của mình chế vô đây nè. Cái gọi là cái chung của cô Huệ to là to. Cô Huệ uống rất nhiều đó nha, nên là cô hay lên lo mua cho cô Huệ á, mua cho cô Huệ cái chung to rất là to. Cửa cả nhà mấy anh hội viên cửa À, sáng thì em có mua nước lọc. không có nước trà cả nhà ơi, cái đường xa đó anh cũng có chăm trà được, lại sáng em nghĩ ngủ quên. Mời cô Huệ năm mới nha cô Huệ ha. Rồi. Hôm nay hay chính Tết nhưng mà có rất là nhiều cô chú đến thắp hương tham quan luôn cả nhà. Sẽ đi qua bên Ông ngoại. mộ ngoại với cô chú. Bây giờ em sẽ qua mộ ông ngoại để
mời ông ngoại ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi qua bên mộ ông ngoại. Đây, con đường đi qua bên ông ngoại hôm nay ở trên lề để rất là nhiều cây bất tài đó nha. Nhà thấy mùa xuân thì rất là nhiều hoa ha. Đó. Rất là đẹp vô. Trời, bây giờ mình đi qua mộ ông ngoại ha. Đây là mộ của nhà thơ Kiên Giang. Đây là mộ của ông ngoại Dương Văn Ngộ, người viết thư tình xuyên thế kỷ, cả nhà ơi, kỷ lục gia Việt Nam. Đây, bây giờ em sẽ để xuống em lấy bánh nha. Em lấy bánh mời ông ngoại ha. Mộ ngoại Tết thì cũng có những cái bình hoa rất là đẹp luôn nha. Wow. Mộ ngoại không có nước cả nhà. Nãy tụi em có nước lọc đó, giờ sẽ chăm cho ngoại ha. Nhưng mà phải lau. Mộ của ngoại ấy quá. Có khăn ướt, đem khăn ướt luôn. Để em lau sơ cái mộ ngoại cái nhà ơi. Thì hả, mình lau mấy cái ly trước ha. Không có nước cũng như mộ ngoại thì có lỏng nước. Mộ ngoại thì dở rạp lâu rồi cả nhà. Lần trước em lên là 1-2 ngày sau á là em thấy là đã dở rạp rồi. Là trong trước đây. Hôm nay thì tảo mộ, người thân đi tảo mộ rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Ừ. Quên hả? Đem vô chưa? Ông ngoại không có nước uống, là để lau cái thùng nước này. Cô luôn. Là cầm những cái đó đủ. Trời ơi, hôm nay hai đứa có mua cà phê sữa. Mãi là quên đem vô cho cô vậy hả? Mới đem vô sao hả? Tại vì mình ở bên chú nào mình bọc qua bên cô quậy cái mình quên luôn, mình chéo qua xem mà. Hôm nay tụi em lên cũng chuẩn bị đầy đủ bánh nè, nước nè, khăn ướt nè, nhang nữa. Em có một bó nhang nữa đâu rồi, không biết ông ngoại còn nhang không. Có nhang dạ. Em mua trước đó. Nhang trầm hả? Còn nguyên luôn hả? Nhang trầm á. Ừ. Còn trong thùng về thấy còn nguyên luôn. Lá rụng quá trời. Cái ly. Ê cái này. Bỏ đi. Mở ha. Cái sáp á. Cái sáp mà nó hết rồi. Tại vì khi mà gọi là mộ của Bắc Nam á thì người ta kiếm nhiều. Ừ. Mộ ngoại thì. Thầy kiếm lên nhang. Đúng rồi. Mua một bó to thì cái này là còn rất là nhiều. Gia đình ở ngoại thì ở xa cũng lâu lâu mới lên. Ừ. Cũng có hai cái đèn hai cái đèn với lại
cái này hả? 4 giờ có hoa rồi, 4 chậu luôn hả? Để lao sơ hả? Tiếp tục từ từ, tài nôn thấp hơn cho ngoại quá rồi. Tài à đúng rồi, ngồi sẵn chưa có à, lấy bánh phải thấy à... lợi kia cái dĩa chị. Sơn được thanh xanh, được siêu thoát, người gọi an lành, gọi tịnh độ. Con nguyện cầu cho tất cả kiếp sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp. Nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời tất cả được trở về gọi an lành, gọi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Ở ngoài, ở ngoài rất là hiền, rất là phúc hậu luôn.